các bạn kế toán thân mến, hôm nay kế toán Minh Thúy xin hướng dẫn các bạn cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót. Đối với nội dung xử lý hóa đơn điện tử có sai sót thì được quy định tại điều 19 của nghị định 123. Vì nghị định thông tư thì rất nhiều nội dung, rất nhiều chữ, chính vì vậy mà kế toán Minh Thúy cô đọng lại và tóm tắt cái nội dung chính để các bạn kế toán dễ hiểu nhất, dễ nhớ nhất và không bị rối mà có thể dễ làm nhất. Đấy. Thì các bạn theo dõi video này, ở nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử có sai sót thì chúng ta có những cái nội dung cần chú ý như sau. Trước tiên các bạn cần nắm được đó là các cái trường hợp sai sót, các cái trường hợp dẫn đến cái hóa đơn của các bạn bị sai sót là những cái trường hợp nào, sai sót những nội dung gì. Thì là nội dung thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn điều đó. Và sau khi các bạn phát hiện ra các bạn bị sai sót thì các bạn sẽ xử lý cái hóa đơn bị sai sót đó như thế nào. Thì đó là nội dung thứ hai mình sẽ chia sẻ với các bạn. Và sau khi các bạn liên quan đến sau khi các bạn mà phát hiện sai sót, xử lý hóa đơn sai sót rồi, các bạn cần làm cái điều gì tiếp theo thì đó là bước thứ ba. Nội dung thứ ba đó là các bạn cần hiểu về thời hạn nộp mẫu thông báo sai sót 04 cũng như là những cái mức phạt chậm nộp liên quan đến cái việc mà quá thời hạn này. Vì khi có ra một thời hạn rồi mà quá cái thời hạn đó các bạn chưa nộp mẫu 04 thì sẽ bị phạt như thế nào? Thì đó là nội dung thứ ba mình sẽ hướng dẫn các bạn. Và nội dung thứ tư là khi các bạn phát hiện sai sót, biết cách xử lý rồi nhưng ghi chi tiết, xử lý chi tiết cái lỗi trường hợp đó hay là thay thế cái hóa đơn bị sai sót đó thì xuất như thế nào? Đây là cũng là những cái câu hỏi mà rất nhiều bạn kế toán gặp phải và vướng mắc khi mà đi vào thực tế cái trường hợp cụ thể các bạn cũng không biết xuất như thế nào. Thì đó là nội dung thứ tư mình sẽ hướng dẫn các bạn. Và sau khi các bạn đã xuất được hóa đơn điều chỉnh thay thế hóa đơn bị sai sót rồi, các bạn lại phải liên quan đến cái vấn đề đó là kê khai thuế giá trị gia tăng đối với cái hóa đơn điều chỉnh thay thế đó như thế nào. Thì tất cả các nội dung này nó đều liên quan đến cái vấn đề là hóa đơn điện tử có sai sót và các bạn cũng cần nắm được thì các bạn mới làm trọn vẹn được cái nội dung của mình. Vậy thì ở đây cái nội dung mà cách lập hóa đơn điều chỉnh thay thế cho hóa đơn bị sai sót nó cũng rất là dài vì nó rất là nhiều trường hợp nên mình sẽ có một cái video hướng dẫn riêng liên quan đến cái nội dung thứ tư này vào những cái buổi sau. Vậy bạn nào mà chưa đăng ký kênh của kế toán Minh Thúy thì nhớ ấn vào đăng ký kênh nhé. Để khi mà kế toán Minh Thúy ra cái video liên quan đến cái nội dung này thì các bạn sẽ nhận được thông báo mà không bị bỏ sót. Còn cái trường hợp nội dung mà liên quan đến cái vấn đề mà hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh thay thế hóa đơn bị sai sót này thì kế toán Minh Thúy đã có một video hướng dẫn chi tiết cụ thể cái nội dung này rồi. Thì các bạn có thể lên Google, các bạn search kế toán Minh Thúy. Các bạn lên Google, các bạn search kế toán Minh Thúy nhé. Đây, lên Google gõ kế toán Minh Thúy thì sẽ hiện ra kênh YouTube kế toán Minh Thúy đây. Và ở đây kế toán Minh Thúy có rất nhiều video hữu ích, những cái nội dung kinh nghiệm chia sẻ về kế toán, bảo hiểm xã hội cho tất cả các bạn thì các bạn vào đây để tìm nhé. Thì sau khi các bạn vào kế toán Minh Thúy thì các bạn nhớ là tìm cái video kê khai hóa đơn điều chỉnh thay thế khác kỳ về hóa đơn gốc năm 2023 mới nhất mình hướng dẫn nhé, tình huống thực tế để các bạn nắm được cái cách kê khai điều chỉnh hóa đơn như thế nào nhé. Vậy thì hôm nay và đi vào nội dung chi tiết của từng vấn đề đó chính là đầu tiên chúng ta sẽ đi vào nội dung về các trường hợp hóa đơn bị sai sót. Thì đối với các trường hợp hóa đơn bị sai sót các bạn cần chia ra. Thì ở đây đối với hóa đơn bị sai sót thì các bạn cần chia ra là trường hợp sai sót không làm ảnh hưởng đến doanh thu và tiền thuế, có nghĩa là sai sót những cái nội dung không liên quan đến tiền, thành tiền trước thuế rồi thuế VAT hoặc là tổng tiền thanh toán các bạn đều không bị ảnh hưởng. Thì nó có những cái nội dung đó là sai ký hiệu mẫu số hóa đơn, các bạn bị sai ký hiệu mẫu số hóa đơn hoặc số hóa đơn, hay sai tên địa chỉ, không sai mã số thuế người mua, hay là sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính, sai mã số thuế người mua. Thì đây là những cái trường hợp mà không làm ảnh hưởng đến doanh thu và thuế, tiền thuế. Còn trường hợp sai sót làm ảnh hưởng
đến doanh thu và tiền thuế trên hóa đơn, thì đó là trường hợp sai đơn giá. Có thể sai tăng đơn giá, sai giảm đơn giá, sai số lượng, có thể là số lượng tăng hoặc số lượng giảm so với số lượng thực tế các bạn thanh toán, các bạn bán, hoặc là sai thuế suất, sai tăng giảm thuế suất, hay là trường hợp mà không sai nhưng mà hàng các bạn bán rồi, xuất hóa đơn rồi nhưng bị trả lại thì cũng sẽ xử lý như thế nào, thì các bạn đi theo dõi tiếp theo nhé. Vậy thì trường hợp chúng ta đi vào chi tiết cụ thể này, các bạn lưu ý này, trường hợp mà các bạn xuất hóa đơn các bạn đã xuất ra nhưng các bạn đã gửi cho người mua và đã gửi cho cơ quan thuế thì sẽ có ba cái nội dung, ba cách xử lý khác nhau. Mình đang nói đến cái phần mà trường hợp mà các bạn xuất hóa đơn nhưng bị sai sót và hóa đơn đó là đã gửi cho người mua cũng đồng thời đã gửi cho cơ quan thuế, thì có trường hợp 1 này. Trường hợp 2 là cũng là đã gửi cho người mua, đã gửi cho cơ quan thuế, nhưng cách xử lý sẽ khác nhau tại vì là sai khác nhau. Trường hợp 1 này có 3 cách xử lý khác nhau liên quan đến cái lỗi sai khác nhau. Khi các bạn sai khác nhau thì xử lý sẽ khác nhau. Vậy bây giờ trường hợp sai ký hiệu mẫu số, số hóa đơn mà đã gửi cho cái hóa đơn mà các bạn đã xuất sai sót đó, các bạn đã gửi cho người mua, đã gửi cho cơ quan thuế, dù là có mã hoặc không mã nhưng các bạn đã gửi cho cơ quan thuế, thì cách xử lý như sau. Các bạn lập hóa đơn điều chỉnh, nhớ là trường hợp này các bạn lập hóa đơn điều chỉnh mà không lập hóa đơn thay thế hoặc không hủy hóa đơn để xuất hóa đơn mới. Các bạn lưu ý trường hợp này và các bạn đồng thời các bạn lập cái văn bản thỏa thuận giữa hai bên ghi rõ những cái nội dung sai sót xác nhận của người mua, vì các bạn đã gửi cho người mua, hai bên đối chiếu xác nhận điều đó. Đồng thời các bạn gửi cái mẫu thông báo sai sót mẫu số 04SS cho cơ quan thuế theo quy định nhé. Đó là mình hướng dẫn cái trường hợp mà sai ký hiệu mẫu số và số hóa đơn thì các bạn sẽ xử lý như vậy. Vậy còn trường hợp sai tên, địa chỉ, không sai mã số thuế người mua và không sai các cái nội dung khác trên hóa đơn thì các bạn sẽ lưu ý là nếu như trường hợp này mà các bạn đã gửi cho người mua và đã gửi cho cơ quan thuế thì cách xử lý như sau. Các bạn không phải lập lại hóa đơn mà chỉ bên bán thông báo cho bên mua bằng văn bản về cái nội dung có sai sót. Đấy, hai bên ký xác nhận và đồng thời các bạn gửi cái mẫu thông báo mẫu 04 cho cơ quan thuế. Và các bạn lưu ý là cứ đã gửi cho cơ quan thuế thì khi có sai sót các bạn điều chỉnh thì các bạn phải làm sao? Gửi mẫu 04SS cho cơ quan thuế nhé, thông báo sai sót cho cơ quan thuế. Đó, cái điều này cũng rất là dễ để các bạn lưu ý thôi. Vậy trong trường hợp, các cái trường hợp khác, sai sót khác đây này, như sai tên hàng hóa, sai đơn vị tính, sai mã số thuế người mua, sai đơn giá, sai số lượng, sai thuế suất và hàng bán bị trả lại, thì đối với trường hợp mà đã gửi cho người mua và đã gửi cơ quan thuế thì cách xử lý như sau. Bước 1, các bạn được lựa chọn là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị sai sót. Các bạn được lựa chọn nhé, các bạn thích điều chỉnh thì các bạn sẽ điều chỉnh, lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn sai sót. Nhưng các bạn có những bạn không thích điều chỉnh thì các bạn sẽ lập hóa đơn thay thế cho cái hóa đơn đã sai sót. Thì cái hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế khác nhau như thế nào, chúng ta cần phân biệt giữa hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế nhé, thì lúc đó các bạn mới biết là mình nên lựa chọn là thay thế hay điều chỉnh. Bước 2, các bạn lập văn bản xác nhận ghi rõ nội dung sai sót giữa hai bên. Và bước 3 là các bạn cũng phải gửi thông báo mẫu 04SS cho cơ quan thuế. Thì đối với mình giải thích luôn là hóa đơn điều chỉnh thì có nghĩa rằng là bạn điều chỉnh cái nội dung sai sót trong cái hóa đơn có sai sót, nên cái hóa đơn sai sót bị sai sót, cái hóa đơn bị sai sót là hóa đơn gốc. Với cái hóa đơn điều chỉnh này nó cùng có giá trị và các bạn phải kê khai cả hai hóa đơn. Còn trường hợp các bạn lựa chọn thay thế, xuất hóa đơn thay thế thì lúc này cái hóa đơn bị sai sót và bị thay thế
bởi hóa đơn mới, thì hóa đơn bị thay thế, hóa đơn gốc đó bị sai sót đó đã bị thay thế rồi sẽ không có giá trị và các bạn không kê khai hóa đơn đó. Đó, đó là sự khác nhau giữa hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế. Các bạn lưu ý nhé, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ tập trung vào cái đối với thay thế là chúng ta chỉ ghi nhận kê khai cái hóa đơn xuất thay thế thôi, còn cái hóa đơn đã bị thay thế là không còn giá trị nữa. Nhưng đối với trường hợp các bạn lựa chọn cách điều chỉnh xuất hóa đơn điều chỉnh thì cái hóa đơn điều chỉnh đó và cái hóa đơn bị điều chỉnh, có nghĩa là cái hóa đơn gốc mà sai sót đó, đều có giá trị. Các bạn phải kê khai cả hai cái hóa đơn này. Các bạn lưu ý phân biệt rõ cho mình nhé. Còn trường hợp thứ hai, nếu như các trường hợp, tất cả các trường hợp trừ trường hợp sai ký hiệu mẫu số hóa đơn này mà các bạn chưa gửi cho cơ quan, cho người mua, nội dung này mà các bạn chưa gửi cho người mua nhưng đã gửi cho cơ quan thuế thì cách xử lý như sau. Đối với trường hợp này, các bạn lập hóa đơn thay thế hóa đơn bị sai sót và các bạn gửi mẫu 04SS cho cơ quan thuế. Trường hợp này không lập văn bản thỏa thuận vì các bạn chưa gửi cho người mua nhá. Thì các bạn lưu ý. Vậy trường hợp thứ ba, nhưng mình không ghi vào đây, thì trường hợp thứ ba đó là các bạn nhìn nhé, trường hợp một là đã gửi người mua, đã gửi cơ quan thuế. Trường hợp hai đó là chưa gửi người mua nhưng đã gửi cơ quan thuế. Vậy trường hợp ba là chưa gửi người mua, chưa gửi cơ quan thuế. Tất cả các trường hợp thì các bạn làm nào? Đơn giản, các bạn chỉ hủy đi và xuất lại hóa đơn mới và không phải thông báo cho cơ quan thuế, cũng như không phải lập văn bản thỏa thuận với bên người mua vì các bạn chưa gửi cho ai cả, chỉ là nội bộ các bạn thôi nhé. Thì đó là cái trường hợp thứ ba, đấy là nội dung thứ hai, cách xử lý hóa đơn sai sót. Vậy thì chúng ta đi vào nội dung thứ ba, đó là nội dung thời hạn liên quan đến mẫu 04S. Vậy đối với thời hạn nộp thông báo mẫu, thông báo sai sót mẫu số 04S được quy định tại điều 7 thông tư 78 năm 2021. Vậy các bạn lưu ý này, đối với tất cả hóa đơn sai sót các cái trường hợp ở trên thì nếu như doanh nghiệp các bạn tự phát hiện hoặc cơ quan thuế phát hiện và gửi thông báo mẫu 01 rà soát điện tử cho các bạn thì nó cũng sẽ bao gồm tất cả trường hợp sai sót mà mình đã nêu ở trên, thì các bạn xử lý như nhau. Nó chỉ khác nhau về cái thời hạn nộp thông báo mẫu 04. Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện thì các bạn được nộp mẫu 04SS này bất cứ thời gian nào, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng mà phát sinh cái hóa đơn điều chỉnh thay thế. Và cái mẫu 04 này thì các bạn lưu ý là các bạn có thể làm mẫu 04 cho một hóa đơn bị sai sót hoặc rất nhiều hóa đơn bị sai sót trên cùng một mẫu 04, mà không phải rằng là cứ một hóa đơn sai sót là một mẫu 04. Không, các bạn bị sai sót 10 hóa đơn thì vẫn có thể lục mẫu 04 trong 10 hóa đơn đó. Nhưng lưu ý là hãy xử lý hóa đơn sai sót trước khi lục mẫu 04 nhé. Không lục mẫu 04 rồi là hóa đơn sai sót sẽ không xử lý được. Các bạn phải xử lý trước đó nhé. Em cái bước trên là các bạn làm trước. Vậy trường hợp mà cơ quan thuế phát hiện sai sót và gửi mẫu thông báo 01 cho doanh nghiệp các bạn, yêu cầu các bạn giải trình và điều chỉnh thay thế, thì lúc này thời hạn nộp mẫu 04 thì các bạn phải theo cái thời hạn cơ quan thuế nêu trong thông báo 01 gửi cho các bạn. Vậy thì đã ra cái thời hạn kê khai thì phải có cái chế tài để cho doanh nghiệp chúng ta phải thực hiện. Vậy thì ở đây, thời hạn khi các bạn quá cái thời hạn mà đã quy định như ở trên mà các bạn chưa nộp mẫu 04 thì các bạn sẽ bị phạt như thế nào? Thì ở đây mức phạt chậm nộp thông báo mẫu 04 được quy định tại điều 29 nghị định 125 năm 2020, nghị định của chính phủ, thì các bạn xem chi tiết ở trong đó, ở đây mình liệt kê ra cho các bạn. Đó là cái thời hạn chậm nộp này sẽ được tính theo ngày. Ví dụ các bạn quá thời hạn quy định từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì các bạn sẽ bị phạt cảnh cáo.
Còn quá thời hạn quy định từ 1 đến 10 ngày mà không có tình tiết giảm nhẹ thì các bạn sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Còn quá thời hạn quy định từ 11 đến 20 ngày thì các bạn sẽ bị phạt từ 2 đến 4 triệu. Quá thời hạn quy định từ 21 đến 90 ngày các bạn sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu. Và quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, mức phạt sẽ là từ 5 đến 15 triệu. Thường thì cơ quan thuế sẽ lấy số đầu cộng số cuối và chia cho 2. Ví dụ các bạn đang ở là quá 90 ngày, 91 ngày và lúc này các bạn sẽ bị phạt thấp nhất là 5 triệu và nhiều nhất là 15 triệu. Thì cơ quan thuế sẽ lấy là 5 triệu cộng 15 triệu là 20 triệu, chia cho 2 là 10 triệu. Các bạn sẽ bị phạt 10 triệu trong trường hợp này, tùy từng cơ quan thuế nhé. Mình đã hướng dẫn xong các bạn cái nội dung liên quan đến cái việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót. Vậy thì cái mục nội dung thứ tư này, cách lập hóa đơn điều chỉnh thay thế hóa đơn bị sai sót, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở video tiếp theo. Vậy bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào đăng ký kênh để ngay khi kế toán Minh Thúy ra video tiếp theo thì các bạn sẽ nhận được mà không bị bỏ lỡ nhé. Còn nội dung thứ năm mình đã có video hướng dẫn rồi, các bạn nên Google search kế toán Minh Thúy và tìm cái video kê khai hóa đơn điều chỉnh thay thế khắc kỷ hóa đơn gốc. Và đường link của video này mình sẽ để ở phần mô tả của video hôm nay. Bạn nào thấy nội dung chia sẻ của mình là hữu ích thì đừng quên cho mình một like hoặc và ấn vào đăng ký kênh của kế toán Minh Thúy, cũng như là chia sẻ để cho nhiều bạn kế toán khác cũng có được những cái thông tin hữu ích này. Cảm ơn các bạn đã xem video của kế toán Minh Thúy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.